Sáng sớm làm quả hủy diệt, đúng rồi, phải hủy diệt. Giờ đánh theo kiểu hủy diệt nhé. Chuyện này đánh con gì? Anh em muốn đánh con gì nào? Từ từ đấy, tôi nghĩ ra con nào hay hay mà lại vẫn hủy diệt này. Hủy diệt. Ôi thì tại sao chúng nó trâu ấy? Hello, đam mê. Đam mê là một phần đấy anh em. Lõng văng. Lõng lầu ấy, thằng bố đen kia. Đuổi cái gì? Vậy anh? Ôi, đuổi, 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 đuổi. Mày chết này. Đập một đập chết cả hai thằng. Ôi đéo đủ. Mãi được mỗi thằng. Ê. Thế rồi anh tổng núi. Tìm tao. Tìm ai? Tìm ai? Tìm ai? Tìm ai? Thằng này bay vô địch bãi trưởng. Thằng này MH370 thật sự. A few moments later. Còn lại thằng click đắt này. Click đắt này. 8 giây nữa. 7, 6 giây, 5 giây nữa. Đéo biết đâu mà. Đéo biết đâu mà. Đéo biết đâu mà. Đéo biết được đâu mà anh em. Tin mình đi. Đéo biết được đâu mà. Alo. Ê cu. Chuẩn bị đây, chuẩn bị đây, chuẩn bị đây. Mẹ chiêu 2 rồi. Ồ. Chào em. Anh đứng ở đây từ chiều. Tiền Nguyễn, anh chơi Liên Quân được bao lâu rồi anh? Cái tôi nhờ. Chơi Liên Quân được bao lâu không biết nhưng mà đủ để anh thì phải cho thằng này ôm hận. Thằng Click Nack hận lắm rồi, hận đời, hận hận đời lắm rồi. Điên đắn xích. Ôi, alo. Đắc nhảy quả tự tin đấy, mày có một cái sự tự tin cao trong quả nhảy vừa rồi đấy, cú nhảy mà cú nhảy xứng đáng ấy. Toàn kèo không có thật, chán vậy. Đánh hay như thế này mà không thật nào tặng những cái gì, không thật nào tặng những cái gì.